Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Pixel Survival Roguelike nha các bạn. Ở tập này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một nhân vật mới. Cái nhân vật này mình chưa thể unlock các bạn, tại vì mình chưa giết được con Mind Flayer. Cái con quỷ đó, nó giết mình ở tập rồi các bạn. Rồi, thì mình nói sơ sơ về cái thằng nhân vật. Cái thằng nhân vật đó có tên là Infantry. Cái thằng này á, nó có cái passive á, là mỗi 15 level thì nó sẽ triệu hồi một đồng minh các bạn. Cái thằng đồng minh đó, nó sẽ có 30% tốc đánh và 30% đam của cái thằng nhân vật chính đó, vậy thôi. Và mình mở khóa nó với điều kiện là mình sẽ phải giết được con Mind Flayer đó, mà ở tập rồi thì mình chưa giết được các bạn, cho nên ở tập này mình sẽ cố gắng unlock được cái thằng này nha các bạn. Rồi, mình dạo dạo qua cái phần mở khóa thôi các bạn. Thì ở đây mình cũng đã giết được sơ sơ mấy thằng rồi. Cái con boss Flayer hình như là cái con boss cuối sao á, cái con boss cuối của cái màn hang động á các bạn. Rồi, thì mình sẽ nhận sơ sơ mấy cái này các bạn. Nó có những cái kỹ năng mới nè, Crystalline Armor nè, cái giáp tinh thể nè và giáp Hellfire, giáp lửa địa ngục. Đó, mình phải unlock nha các bạn. Rồi. Chúng ta bắt đầu thôi. Cái việc nhức đầu hôm nay là mình sẽ phải lựa chọn cái thằng nhân vật nào để mình chơi cho nó hợp lý. Mình nghĩ là mình sẽ chơi cái con này đi các bạn. Cái thằng tóc bạc nè. Rồi, chúng ta sẽ vẫn chơi map camp đi các bạn. Đồ khó là Insane và X2 enemy nha các bạn. Chơi thôi. Rồi, cái map này. Ôi, giao diện thay đổi rất là nhiều nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta chơi chiến thuật đi xuống nè. Và mình tranh thủ đi ở giữa nha các bạn, vì cái thằng này nó có bắn xuyên á, cho nên là các bạn phải đi ở giữa. Ôi tụi bay quái chạy rất là nhanh nha các bạn. Các bạn chỉ cần để nó khều chúng cái thôi là mất rất là nhiều máu luôn á, 36 máu á các bạn. Rồi, ta cứ chơi theo cái chiến thuật nhẹ nhàng tình cảm thôi. Bây giờ cái kỹ năng mà mình cần tìm đó là kỹ năng khi gì đây, thánh tiễn này các bạn. Ta cần kỹ năng đó đầu tiên. Tiếp theo là mình sẽ kiếm cầu điện. Chiêu này cũng được các bạn, chiêu chắc mình cũng được. Tí nữa mình có cầu điện thì mình sẽ lựa chọn cầu điện. Rồi, hổ đèn không phải cầu điện. Rồi, bây giờ Ron, mấy cái Ron này nó bị hạn chế rồi. Cầu điện đây. One hit nè. Kiếm cầu điện. Lock không ta? Lấy lock để cho có CC. Ok, lấy lock đi các bạn. Lấy lock để cho có khống chế các bạn. Thêm cầu điện. Chúng ta có lock để cho nó có khống chế, tại vì lock nó có làm chậm á các bạn. Thêm cầu điện nè. Rồi, cái bộ kỹ năng này nó ổn định rồi đó. Rồi, không chịu hồi thiên thạch các bạn. Tại vì mình đang không biết là hai cái Hellfire các bạn, một cái Hellfire với một cái Crystalline Armor là hai cái gì đó, mình đang không biết, đang thắc mắc hai cái đó. Cái đó là kỹ năng nâng cấp hay là cái gì mình không biết, cho nên là mình sẽ thử nghiệm với cái chiêu khiên lửa trước nha các bạn. Cái kỹ năng đó nó sẽ tạo một cái vòng lửa xung quanh mình đó, cho nên mình sẽ thử nghiệm trước với cái chiêu khiên lửa. Ok, khởi đầu khá là cực á, nó lại không có ra những cái máu cho mình nhiều. Ok, hồi máu nè, mới nói xong khỏe ra các bạn. Nó né ra, trời ơi, nãy lên máu cắn cái gần chết luôn nè.
không thể tin được. Tăng thêm sát thương đi, sát thương cần thiết, tăng thêm một tia đạn của chắc mình. Ôi cái con quái nhỏ nó đụng mình một cái ba mươi mấy máu luôn các bạn, xuống này lụm cái bánh cơ. Oh shit, ghê thiệt chứ. Đó các bạn nè, mấy cái giao diện trong game nó thay đổi rất là nhiều luôn á. Nhìn sơ sơ nữa không, máu nó cũng được đem lên trên rồi nè. Bình thường máu nó sẽ ở dưới cái thằng nhân vật các bạn đó. Và bây giờ nha, khi mà các bạn lụm được những cái mới á, thì nó sẽ hiện dưới này luôn nè, rồi một tí nữa nó sẽ biến mất đó, rất là hay. Rồi cái chiêu thánh tiễn cũng rất là hợp lý đó các bạn. Ok, mini boss rồi, mini boss nó sẽ kèm theo mấy cái con quái mất nết. Mình đang muốn có thêm giáp các bạn, có thêm giáp cho nó khỏe, thêm một cấp, thêm cầu điện. Tại mình chưa biết thôi, theo mình nghĩ á là cái crystal armor, cái gì hellfire armor, cái giáp lửa địa ngục của các bạn, là nó sẽ được nâng cấp từ cái khiên lửa của mình đó các bạn. Nghĩ là như vậy thôi nha, chứ thực tế ra hồi nãy giờ mình roll skill rất là nhiều luôn, mình chưa thấy hai cái skill đó. Một là Crystalline Armor, hai là Hellfire Armor. Hai cái mà mình vừa mới mở khóa lúc nãy á. Ok, rất là khó khăn nha. Mà mình thấy là cái tiến độ nó theo cái luồng rồi đó. Ok, quái bây giờ mình hết ngán rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chú trọng vô may mắn để mở rương xanh nha các bạn. Chú trọng vô may mắn để mở rương xanh đó các bạn. Có cái chiêu diện rộng như là cái chiêu mưa sao băng á, nó cũng giúp đỡ mình rất là nhiều luôn. Trong cái thời điểm mà boss sắp ra như vậy, ok thêm hai cầu điện các bạn, khỏe rồi. Tụi nó mà qua khỏi cái cầu điện, nó vô chổng là nó gặp cái giáp lửa của mình là tụi nó cũng lên đường à. Ok, thêm lưu xanh rồi, thêm tốc độ di chuyển đi. Ok, thêm một góc xoáy nè. Các bạn cứ bình tĩnh thôi. Đối với những cái map mà hẹp như vậy á, thì chúng ta nên đi cái đường hướng xuống các bạn. Bây giờ mình không biết mình lụm tiền để làm gì luôn á. Tủi thân thì. May mắn nha. Cầu điện ra đi. Bây giờ cái chiêu cầu điện nó sửa lại rất là hay luôn các bạn. Rất là hay và rất là mạnh. Cái kỹ năng này gần như là gánh cho mình phải 50% á. Rồi boss ra. Wait. Cả nhà. Tìm giáp nè. Ok, có thêm có di chuyển này. Mấy con mini boss này khó các bạn. Hai thanh niên khó nhằn. Ok. Gì mà quá trời đồ vậy. Hai sai lớp rồi.
Tìm cái lợi chí mạng này. Hai con sai lớp đâu ta? Sát thương nè. Ok, có cái long vũ tăng cái tốc đánh cũng được. Ok, mình có hồi phục rồi. Còn hai sai lớp nó đi đâu rồi? Tăng tốc độ di chuyển. Ê, mình thấy nó chở đá xuống rồi kìa. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy tụi nó đâu. Đó, ok, xuất hiện rồi kìa. Đá hàng đó nó nguy hiểm lắm các bạn. Ok, bây giờ cầu viện sẽ tồn tại vĩnh viễn. Mình cứ thủ sẵn máu đi các bạn. Nè nè ra. Toàn là mấy nhân vật nguy hiểm không à. Né nè. Né nè. Đau. Đau. Ok. Đau lắm đó nha các bạn. Rồi bây giờ cầu điện của mình nó đã tồn tại vĩnh viễn rồi. Nhưng mà dù sao thì mình cũng phải cẩn thận các bạn. Chúng ta không được khinh suất đâu. Tỷ lệ chí mạng của mình 35% rồi nha. Rồi mình bây giờ mình có thể theo dõi được máu của mình nè các bạn, khỏi phải phải mở cái này lên nữa. Rất là tiện. Rồi. Ok, bên kia có một cấp nữa kìa, ở đây thì mình cứ tranh thủ mình cày rương thôi các bạn. Rương xanh rất là quan trọng. Mục tiêu của mình ở cái lần chơi này là mình phải phá đảo được cái map này và mình giết được cái con My Player. Làm gì thì làm cũng không nên khinh suất trước mấy con boss. Mình cũng đã chết lên chết xuống mấy lần rồi các bạn. Bùm bùm bùm. Nguyên cái rừng xanh luôn, nó mở ra có con món à, có món cùi bắp nó chết đấy chứ. Ủa sao nhiều shuriken quá ta. Rồi shuriken nữa kìa các bạn, còn gì đâu không à. Tuổi thân thì mình giáp mình nhiều rồi đó các bạn, giáp 40 giáp rồi đó. Nhưng mà mình vẫn ngán nha các bạn, vẫn ngán mấy con sai lớp này. Nói chung thì cái cầu điện này nó cũng gần, nó không có cái tầm xa lắm. Mình cứ xoay về xung quanh đó nè, để mình dứt điểm tụi nó lẹ lẹ các bạn. Mình đang lo là bị boss chồng boss đó. Mình cũng ngại boss chồng boss lắm. Các bạn nghĩ coi, con boss ra từ 6 phút mà giờ mình chưa giết được hai boss này nữa. Không, sau này sau khi mà mình giết được hai boss này thì mình sẽ có một số vốn. Rồi, mình có 50% chí mạng rồi các bạn. Con hàng boss này cực thôi chứ. Ồ,
Ok, lên một cấp nữa. Tăng thì chắc mặt. Ok, chết. Không nâng cấp được gì nhiều các bạn. Thôi nhưng mà tạm, bây giờ mình bắn được hai tia luôn, phải ghê không? Tự nhiên ra cho mảnh tụ điện để làm gì ta? Ui, mấy con quỷ các bạn, nhìn tạo hình của nó kìa, đẹp ghê luôn á. Thêm đam đi. Cái đam này là 300 đúng không ta? Từ từ. Tối đa là 20%, à 200% hả ta? Cũng được. Ừ thì tất nhiên là nó sẽ giới hạn cho mình rồi các bạn. Hồi trước thì mình muốn nâng bao nhiêu thì nâng, nhưng mà bây giờ đã giới hạn rồi. Nè, nó giới hạn 300%. Mình đang ở cấp 7 là 70% các bạn. Đó, mình muốn thêm coi tăng thêm cái kích cầu vùng của cái mưa sao băng đi. Nhiều xui kem quá ta. Cho game nhanh lên tí các bạn. Rồi, Fort Chan. Đâu rồi, khổng lồ băng đâu rồi. Sắp đánh kìa. Ôi, bỏ nha. Cái này khó chịu lắm á các bạn. Hot Giant. Nghe là thấy lạnh lẽo rồi. Ồ, mày đóng băng, tao cũng đóng băng rồi vậy. À, bây giờ nó cho cái tỷ lệ của cái kỹ năng hồi phục nó rất là ít nha các bạn. Bùm. Hot Giant. Ồ, con nó slow mình kìa. Cái màn đó nguy hiểm lắm các bạn. Bây giờ mình không biết nó ở đâu luôn á. Dù đam to, giáp to nhưng mà ở nào mình cũng phải cẩn thận các bạn. Không được thêm sốt vô chứa cái lũ này. Rương. Không phải nó cho tăng cái tầm lượm đồ nhiều quá ta. Mình đâu cần nhiều cái đó đâu. Đi kiếm, đi kiếm. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thôi đau. Ủa sao nó không dí mình mà đi đâu vậy? Ê, hai mấy? Ở đây. Có hồi phục nè. Chúng ta có thêm may mắn đi. Mình muốn mở thật nhiều rương. Ờ, mỗi lần mà băng cắt mặt hàng này ha, mình đau tim luôn á các bạn. Nó dí dính, ơi là dính luôn á. Không lên thì tỷ lệ chiến mạng lên, mình tăng thêm 2 lốc xoáy đi. Sau này lốc xoáy nó sẽ theo chân mình luôn. Tăng thêm kinh nghiệm nhận được nè. Ô, shuriken nhiều thế. À, mình riết mình không biết cái nào đam chính của mình luôn á các bạn. Không biết là shuriken hay là cái gì luôn á. Thôi lên lượm thêm 2 shuriken nó cho khỏe các bạn. Cái này nó không hiện regen ha. Mình mong là nó hiện regen cho mình. Thôi 2 shuriken đâu rồi. Nhiều rồi. Regen 33 máu rồi các bạn. Không biết nó trừ chưa, 33 máu lại trừ chưa ta. Cái mang này lâu lâu cắm cái rìu xuống muốn ấn lạnh với nó luôn á. Trời ơi. Không biết cái khiên lửa này có tác dụng trừ đam hay cái gì không ta. Đóng băng nè. Bạn tới một chuyện con ơi. Ê, cẩn thận nha các bạn. Sát thương kỹ năng.
Tính ra là tụi nó bị đóng băng làm chậm á các bạn. Các bạn coi cái sự câu của tụi nó kìa. U hai giáp luôn các bạn. Trời, má ơi, tưởng chết không, hết hồn. Hết hồn dí à. Thằng thì phát về để cho regen nhiều. Coi chứ regen chậm lắm các bạn. Đây, có thêm hai tia đạn nó cũng được. Hàng đó cũng bị cái lốc xoáy của mình hành. Ok, tìm giáp. Với một cái lượng giáp to như mình bây giờ, mình vẫn phải ngán tụi nó các bạn. Đây không phải là một con boss mà chúng ta có thể dẫn mặt với nó được. Ok, có regen, có thêm boss nè. Bây giờ cái lượng regen của mình khá là nhiều rồi đó. 50 mấy rồi. Mình vẫn còn hơi may mắn các bạn. Một thằng lên đường. Nó có cái gì kìa? Nó có cái hình cái giáp kìa. Rồi bây giờ còn có một thằng bớt ngán rồi các bạn. Ô, cái này là cái gì đây? Không có Hellfire, giáp Hellfire luôn, chán. Khó. Ok, không khó lắm các bạn, mình đã bình tĩnh lại rồi. Một cái rương tím. Thôi bây giờ mình đánh tay cũng mạnh lắm á các bạn. 9-17 giáp. Bây giờ kinh nghiệm hồi trước cái cấp nó nằm ở giữa hả, bây giờ cái cấp nó dời ở bên này rồi các bạn. Tỷ lệ chí mạng mình 70% mà ha. Thôi để lụm mấy cái kia đi. Boss đâu ta? Mình không nhớ con boss đó là con boss gì luôn á. Cái thằng Ifrit này nè. Ifrit chứ. Lụm. Rồi tính ra nãy giờ là không có cái gì để nâng cấp kỹ năng luôn á các bạn. Tôi kỳ không? Bây giờ đi kiếm mấy con boss này. Tôi đâu có rảnh. Ê, đây rồi. Hai con Ifrit vậy nè. Mình thấy tóc đánh của mình cũng nhiều quá chứ. Nó bây giờ các bạn dễ nhận biết khi mà có rương lắm. Tại vì nó bung ra nguyên cái dàn shuriken luôn, rất là nhiều. Mình lâu lâu mình sẽ lượm máu đầy rồi mình quay qua mình trao đổi chiêu thức với tụi nó các bạn. Chứ solo với tụi nó không lại đâu. Sau hai con Ifrit này thì sẽ là cái con Mind Flayer. Trong khi mà mình không có bất kỳ một cái kỹ năng nâng cấp mà luôn á các bạn. Còn Mi Boss làm cái gì? Đúng mini boss ra là màu luôn á các bạn. Oh.
được cái rương mini boss đâu. To tướng vậy mà không có được cái rương luôn à. À đây rồi. Mình mạnh như vậy á mà nó đánh mình đau lắm á các bạn. Hang này nó có kỹ năng chưởng lửa rất khó chịu luôn. Lâu mình phải để cho mình hồi lại đầy máu mình mới quay ra mình trao đổi chiêu thức với tụi nó được. Né ra. Thêm đam nè. Đâu à? À 85% regen. Ok. Thôi. Rồi mấy bạn xác định đi. Ok, có nâng cấp kìa. Đó, nâng cấp thánh tiễn với cầu điện các bạn. Còn hai này sao nằm chung ta? Rồi, tiếp tục là đam thôi. Rồi, mình sẽ tăng tốc độ lên và con boss cuối ra. Sợ chết hả? Ok, sợ chết thì mình tăng thêm. Tăng thêm máu. Đó, My Player rồi các bạn. À, hai con này không kinh xuất cho nó được. Hai thanh niên bao nhiêu máu ta? 13 triệu máu các bạn. Đối với cái lượng máu hiện tại của mình thì hơi đuối với tụi nó đó. Mà hai con đó đâu rồi? À, mỗi lần boss ra mình kiếm tụi nó mệt quá các bạn. Thật sự mệt mỏi luôn á. Tụi nó cứ bật đèn tắt đèn ra. May mắn mình hơi bị nhiều quá các bạn. À, nó mà gặp mình là mình đốt máu nó hơi bị lẹ luôn á. Giờ mấy bé ở đâu rồi? Mấy bé đâu sao mấy để mấy thằng đệ làm việc không vậy? Rồi mình đứng đây đi. Ủa hai nó đâu rồi? Quá đông quá à, kẹt kẹt xe à. Bây giờ mình không biết tụi nó ở trên hay dưới luôn á trời. Ok mình thấy tụi nó rồi. Có mấy con quái đi ra đi vô vậy chắc nó cũng đi chung. Cuối cùng tụi bay ở đâu? Đưa cái mặt. Ở đây 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 mình thấy tụi nó mất máu rồi nè các bạn. Ồ mình thấy mấy cái xúc tu của nó rồi đó. Cẩn thận nha các bạn. Cái này là hai con chứ không phải một con cho nên là tụi nó rất là nguy hiểm. À đây đây nè các bạn.
hai cái thằng mặt xúc tu nè. Mà bữa không biết sao nó quanh hết được mình á. Nè đó, các bạn có thấy xúc tu của nó cuốn mình nè. Đây hai thằng mặt xúc tu nè. Ui mấy con này giống con Assacker quá ta. Kiểu mình không thấy được cái mặt nó luôn á trời. Ở gần nó thì sợ nó quanh hết như bữa. Mà chắc bữa mình bị bắt hay gì rồi. Đó, các bạn thấy nó ghê không? Mình giết được nó là mình sẽ mở khóa được cái thằng nhân vật. Nhân vật cái tên gì cũng hơi dài dài. Thằng nhân vật mới. Hay chạy chạy vòng vòng hồi máu liên tục quá các bạn, phải giỡn đâu nha. Ok, nó chết rồi nè. Chết đi. Chết đi cái thằng cu này. Rồi. Đợi nó sáng này thôi các bạn, có thù à, không thấy gì. Ok, coi coi nó mở ra cái gì đây. Mớ đồ luôn mà không có đồ nào nâng cấp hết ta. Ê các bạn. Đây 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 đây, mình đã có được Crystalline Armor rồi các bạn. Đây. Ôi. Khó kiếm kinh khủng luôn các bạn. Crystalline Armor này nó sẽ làm chậm. Ồ. Nó cộng 5 defense các bạn. Nó sẽ làm chậm quái. Nó sẽ làm chậm quái các bạn. Ok. Mình có thể lượm được nhiều món. Mà mỗi món thì nó kiểu như là một món mình sẽ lượm được nhiều lần á, thì mình lượm càng nhiều á, thì hiệu ứng nó sẽ cộng dồn các bạn. Nó sẽ trừ 1 speed. Cũng hay. Đó, các bạn có thể thấy cái aura nè. Các bạn thấy cái aura không? Đó, rất là hay nha các bạn. Rồi, còn cái Hellfire Armor thì sao ta? Rồi. Chúng ta chuẩn bị tới con boss cuối thôi. Không biết cái Hellfire Armor nó ra làm sao luôn á. Chìm đam thôi. Suy nghĩ gì nữa. Một giá trăm mấy luôn rồi các bạn. Nói quái thì có thể tới gần mình. Thằng nào tới gần được mình rồi. Quá khỏe rồi các bạn. Rồi. Ê, đi mình. Đâu, đi mình đâu. Ok. Con boss cuối á các bạn. Con boss cuối của map này nè. Mà mình không biết nó nằm đâu rồi nữa. U thằng này là 32 triệu máu. Và nó đâu? Bụp 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 bụp. Bụp. Cái con người máy đi theo mình nó cũng lết được 21 cấp các bạn. Ghê. Rồi. Chim sát thương thôi. Cái đó 30 là full nữa các bạn. Nó nếu mà nó maximum 30% 300% maximum thì 30 là full đó. Mình mới 25 mà mình còn mà. Rồi, mong là mình giết hai con quỷ này mình sẽ được cái Hellfire Armor các bạn. Crystalline Armor đó, đó là cái aura tỏ 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 ra các bạn, các bạn thấy không? Đâu rồi, tụi bay nhú cái đầu ra coi. Căng thẳng thiệt chứ. Rồi, nhanh nhanh nha. Để mình để tốc độ cao cao.
2.5 đúng không? Ok. Chưa thấy tụi nó đâu ta. Hay lượm giáp cũng khó nữa các bạn. Ơ, mày ở đâu rồi con boss kia? Ồ, đây rồi. Không phải hả? Mini boss mới ghê chứ. Người tụi bay ở đâu ra gần gần cho tao coi. Ê, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ok. Rồi mình về tốc độ bình thường để sau đó chiêu thức cho tụi nó các bạn. Hồi máu liên tục luôn á. Thôi nhưng mà hang này cũng nhanh thôi các bạn. Hang này cũng lên dễ nhanh thôi. Bị cái map này mỗi lần ra boss, boss nó không ở gần mình các bạn. Mình phải đợi một thời gian rất là lâu luôn á, con boss nó mới lại gần mình được. Mình không hiểu đó là lỗi hay là tính năng. Ê, có giáp nè. Ồ, cái chỉ số của mình giờ chắc khủng lắm hả. Ôi ôi, có kìa. Ôi ôi, giáp gần 200 giáp. Ôi, 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 ôi. Mình còn tụi nó càng ngày càng mạnh các bạn. Chết. Chết. Tiếp tục. Ok, hình như đây là Hellfire Armor rồi các bạn. Hellfire Armor này nó sẽ gây 5% đam à. Đâu rồi? Ui, cuối cùng là hai cái nó trộn ra thành màu tím các bạn. Ừ, cũng hay. Đó, đây là hai cái item mới các bạn. Và tí nữa mình ra mình sẽ unlock được cái thằng nhân vật. Rồi, đây là Crystalline Armor, cái này là Hellfire Armor các bạn. Cái này là item chứ không phải là kỹ năng các bạn. Không phải kỹ năng để nâng cấp, cái này chỉ là item thôi. Đó, cái này là đốt nè các bạn. Đó, vậy thôi. Vậy là mình đã phá đảo được cái map cave rồi các bạn. Map hang động á. Rồi, thôi, thoát ra thôi các bạn. Ok. Cái này nó các bạn tổng kết bây giờ nó cũng lạ hơn ha. Ồ, regen 600 mấy máu rồi các bạn, ghê không? Rồi, đây là cái dàn kỹ năng của mình ở bên dưới đây. Đó, các bạn có thể thấy. Rồi, đây là thống kê thôi. Phán quyết level 0 à. Phán quyết mình nhớ là level 10 rồi chứ. Này chắc lỗi hiển thị à. Vàng. Rồi, reroll 7 cái. Rồi, đây là những cái thông số của mình đây. Đây là tổng kết thôi các bạn. Thoát thôi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lết xuống và chúng ta mở khóa cái thằng infantry này nha các bạn. Rồi, nó đâu? Nó đâu? Nó đây nè các bạn. Cái thằng này vũ khí của nó là một cái súng. Rồi, để biết nó mạnh cỡ nào thì hẹn các bạn ở tập sau nha. Rồi, và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn.